À, bơ phải không chứ không? Ăn bơ lên kia, ăn tuột xuống đấy. Ăn trượt xuống đấy. Đấy, ăn trượt xuống cái cọc trượt. Đấy, bơ trượt xuống rồi. Wiu. Dạ. Được chưa kia ơi? Ấy cà chu. À cha chu. Hello hello. Em mới chưa nè. Hello. Đó là. Ê. Đó. 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 Bữa trưa, bữa trưa vào hầm. Khi nào chưa vào hầm có nhờ, khi nào trời mưa đúng không? Chưa hầm chú. Chú mưa. Trời mưa, trời mưa, trời gió. Ăn bơ. Sợ ăn bơ lên đánh trượt đấy. Gấu chú mưa đúng không? Trời mưa rồi. Cốc 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 cốc. Hello bơ. Gấu đâu? Gấu kìa. Gấu chưa kìa rồi. Bơ và gấu. Hello. Gấu hỏi bơ gì nhỉ? Gấu hỏi bơ gì gấu? Yakmashna imien đúng rồi. Bơ bảo là gấu biết bơ biết hỏi Yakmashna imien là gì không? Imien là tên đấy. Bơ gấu hỏi bơ tên gì? Bơ bảo là bơ tên Antek. Yakmashna imien. Imien. Imien là tên của bơ ấy. Bơ tên là gì? Bơ tên là Anthony, đúng rồi, Anthony hoặc là tên Antek. Antek là một cái gọi là version, một cái một kiểu khác Anthony, sao bơ? Cái gì ở trường bơ? Cái gì? À, Franek, à, ở trường bơ các bạn tên là Franek. Ở trường gấu tên là gì á? Ở trường gấu tên là gì nhờ? Tên Vodka. Bơ tên là gì? Bơ tên Anthony. Bơ tên Anthony. Thế ai tên là... À, có bạn tên Antek rồi, có bạn tên là gì nữa? Tomek là Anthony. Tomek à? Tomek. À, có bạn tên là Tomek nữa. Hello. Hello, hello. Gấu hỏi bơ gì nhỉ? Yakmashna imien. Imien là con. Tên của bơ là gì? Imien. Vậy gấu nói imien. Gấu bơ lên kia rồi. Ai có chưa lại vào hầm. Hello. Bơ đang đi đâu này? Bơ có phát hiện à bơ? Bơ chị bơ. Yakmashna imien. Yakmashna imien tên bơ là gì? Hello.
Ừ, để tí bơi xuống con ạ. Đấy, cậu đem ngủ ở đấy luôn. Cậu trú mưa ở đấy. Hello. Cậu đây. Bơ đây. À, cậu đang ngủ trong này. Yakmashna imiang. Yakmashna imiang là bơ tên gì? Dịch ra là bơ tên gì? Bơ tên Attack. Bơ nói leo leo leo. Hello. Hello. Hello hello. Ui, bơ trượt xuống chỗ này luôn. Cậu trượt xuống bên này giống em bơ không? Đấy, bà trăng trượt xuống. Bơ trượt xuống rồi kìa. Đấy, bà giữ. Quan. Bà giữ mà sợ gì? Bé. À, ok ok bà bé. Double. 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 Chạy ra kia chấm đi. Hello bơ. Bơ bơ chạy ra. Ra kia chạy tập thể dục đi. Ra kia chạy một vòng tập thể dục đi. Đi chạy tập thể dục một vòng nhá. Bác Hoa ơi, chạy tập thể dục không? Chạy một vòng đi. Mệt quá. Mệt quá. Để tí ba đồ cát là gì, bao nhiêu cát quá. Wow, nhiều cát đó. Bao nhiêu cát này? Đây chú đang để, chú đang rủ cát ra khối dây nhiều cát đó. Bơ. Bơ chạy tiếp lần kia. Bơ có giày New Balance, gấu có giày Adidas. Giày gấu cũng đẹp. Giày gấu cũng chạy nhanh lắm. Chạy thôi, go go go. Bơ đi bộ không đúng rồi. Bơ đi bộ không, cậu mệt rồi, cậu đi bộ tí. Anh bơ đến rồi. Cậu đến rồi. Bơ tập tạ. Ôi bơ. Cái này nặng lắm, bơ chưa tập được đâu. Tập đá, không đừng, cái này nặng con ạ. Cái này trẻ con chưa tập được đâu. Cái này ba tập thôi, ví dụ ba tập nha, người lớn tập. Đúng rồi.